vì cả dù là hai trăm mét vuông nhưng nó không rơi vào trường hợp đặc biệt nhá, mà nó là để trường hợp góc phải góc thì nó đang rất là có cái định, nó lại có cái định góc b, góc b một chứng minh trên bằng góc ngoài định y k q hay là chứng minh trên là cái gì nhỉ, cạnh định cạnh bp bằng cạnh k q. Vì sao nó lại bằng nhau là vì tam giác định, tam giác định bdp bằng tam giác định thì nhỉ trên là chứng minh trên thì tam giác định bằng nhau. Và tiếp theo là góc định góc p bằng góc q bằng 90 độ. Vậy thì từ đây chúng ta sẽ suy ra được tam giác bằng nhau, đó là tam giác định y thì nhỉ, y p t bằng tam giác là định, y quy càng đúng không? Theo trường hợp là định góc cạnh. Chúng ta suy ra được là y thì là y t bằng y càng, ta được hiểu chứng minh luôn nhé. Đấy, như vậy được hai ý rồi. Rồi bây giờ mai chú ý lên đây nha, bây giờ chúng ta phải có những cái sau đây. Đầu tiên là có thể chứng minh cho thầy là cái góc SCA và góc FBA thì chúng ta sẽ xét tam giác nào đây. Cách chứng minh cho cái tam giác là gì? SCA bằng tam giác là gì? FBA. Cái này cũng được chứng minh đấy nha. Vậy thì ta được suy ra được cái điều thứ nhất là góc SCA bằng góc FBA. Đây là điều kiện thứ nhất nha. Cái tiếp theo là ông sẽ phải chứng minh được cái SD bằng SK này, SD bằng SK bằng cách là xét tam giác SID đúng nhỉ? SID bằng tam giác là gì? SIK. Cái này là dễ thôi, ID bằng IK là chứng minh trên đúng nhỉ? Hai góc này bằng nhau và SI là chung, vậy thì ta phải suy ra được là gì? SD sẽ bằng S SK, FD bằng SK. Và chúng ta phải có một loạt các cái dữ kiện sau đây này, tức là FB bằng SC. Vì sao FB bằng SC không biết không? Vì là SCA bằng FBA đúng không? Đúng không? Vì sao BB bằng CK biết không? Hả? Giả thiết đúng không? Vậy là FD bằng SK nữa, vậy thì tam giác là gì? FCK với là FBD là như thế nào đây? Bằng nhau trong trường hợp gì nhỉ? Hả? Bằng nhau trong trường hợp gì? Trong trường hợp gì nhỉ? Cạnh cạnh, cạnh cạnh đúng không? Mà bằng nhau thì suy ra được là gì? Góc FCK cũng sẽ bằng là góc FBA. Như vậy từ cái điều 1 trên là suy ra là FCA bằng FBA. Bây giờ là FCK bằng FBA. Vậy từ 1 và 2 suy ra được gì đây? Có phải là FCA có bằng phải bằng là FCK không? Đúng không? SC thì SCK bằng SCA mà hai góc này cũng là bằng bao nhiêu? À 180. Vậy một góc là bao nhiêu đây? Một góc bằng bao nhiêu? Cộng với SCK bằng 180 thì là kẻ bù. Đấy, vậy thì suy ra một góc bằng bao nhiêu? 90 đúng không? SCK bằng 90. Một góc bằng 90 thì đương nhiên là gì? SC là vuông góc rồi, AC rồi. Đấy. Ta tập trung sang ý thứ ba là chứng minh cái gì? Đường thẳng vuông góc với MD cạnh. Đường thẳng vuông góc với MD. MD cạnh vuông góc với MD á. Đường thẳng vuông góc với MD cạnh M. Cắt cái gì? Cắt AC và E. Vuông cắt AC và E. Đây là vuông. Chứng minh là gì? MD cộng MD. MD cộng MD. AD cộng AE chứ? Hả? Được chưa? Hướng chưa? Làm sao đây? Rồi, làm sao để cắt bằng lại những cái dữ kiện để chúng ta làm hợp lý cái bài này nha. Chứng minh là MD cộng MD lớn bằng AD cộng AE. Cái việc gì dễ làm trước nha. Đầu tiên là ta phải chứng minh cái gì? MD bằng MD. MD bằng MD.
chứng minh MD và ME. Thì điều này rất là đơn giản bằng cách là ta lại xét tam giác là gì? Tam giác gì nhỉ? MDB là MEA, đúng nhỉ? Đúng không? MDB và MEA thì nhìn kỹ này, nó chỉ có là MA bằng MB, đúng chưa? Cái thứ hai là cái góc 45 độ này, cái góc B1 này này và góc A2 là bao nhiêu? 45. Và cái gì? Cái gì? D và B. Góc này à? Cùng phụ với góc này. Đây đúng không? M1 sẽ bằng M3 thì cùng phụ với gì? M2. Vậy thì bằng cách là ta phải chứng minh. Cái này có làm để hình gầy nhỉ? Tôi không đi tìm không biết nói bằng cách là làm gì. Bằng cách là chứng minh cái gì nhỉ? Tam giác là MBD bằng tam giác là MAD. Được không? Cái này cố gắng ra nha, góc góc nha. Được chưa? Vậy suy ra được là MD và ME là một hàng đây là 3 đi nhé. Tiếp theo là gì? Đây là phải kẻ thêm đúng không nhỉ? Thế DM này, đây là DM kéo dài. DM kéo dài cắt ra SC. Nhìn rất là thường nhưng mà chúng ta nhìn kỹ nó phải ra nhiều cái khác, những cái điều kiện nó rất nhiều các bạn. Các bạn chứng minh rằng là MD và MA. MD và MA thì bằng cách là xét hai tam giác là gì? Là gì? MDB và HC. Đúng không? Bằng cách là chứng minh tam giác là MDB. Bây giờ đây là đang kiểm tra các cái điều kiện đó, để nó bằng nhau nhé. Thì là MB và MC rồi, đúng nhỉ? Góc thì góc M1 bằng M5 này, được chưa? M1 bằng M5 bằng một cái này này, M5 là đối đỉnh nhé. Còn một cái các bạn phải suy ra nữa là này, AB song song với là gì? FC này. Thì thêm chứng minh ở trên là vuông ở đây, vuông ở đây đúng không? AB song song FC. Như vậy là cái C2 này, C2 và B1 không thì là 45 độ cũng được nhé, 45 độ được chưa? Như vậy là B1 sẽ bằng C2 thì là cho hết trong. Vậy này hai cái tác này bằng nhau thì theo trường hợp là lắp thành lắp. Đấy, bây giờ luyện đây chúng ta chi tiết hóa những cái bài nhỏ nhỏ này thành bài toán lớn. Việc xét các bạn tự lập xét. Vậy thì ta sẽ suy ra được đây từ 3 và 4 là các bạn suy ra được là gì? Từ 3 và 4 là các bạn suy ra được là MD cộng ME cộng ME chính là bằng MD cộng MH và nó thì bằng là bằng DH. Đấy, bằng DH. Công việc chúng ta bây giờ là chứng minh cho DH này là lớn hơn cái gì? AD cộng AE. Tiếp tục ta đi chứng minh một cái điều sau đây, đó là chứng minh AD bằng EC, đúng không? Đúng không? Hả? Làm sao để chứng minh cái này dễ nhất nào? AB bằng AC. AB bằng AC. DD bằng AE. DD bằng AE. Đúng không? Thì sao bằng này? Tam giác. Tam giác là MDB bằng MEA, đúng nhỉ? Đấy. Thế thì chỉ ra thôi, ta có là gì? BD bằng AE. Lý do là vì tam giác nào? Tam giác là MBD bằng tam giác là MAE. Chúng ta kiểu trên rồi. Đấy, BD bằng AE. AB bằng AC. Cái này chúng ta biết rồi. Vậy thì suy ra được là cái gì nào? Thì hai đoạn ngắn nhất bằng nhau. AD bằng AC. Đấy. Vậy thì từ đây suy ra là AB này cộng với AE thì chính là bằng AE cộng EC thì bằng là AC. Được chưa? Bây giờ tiếp tục là liên hệ được AC với lại DH này. Sao được liên hệ được cái kẻ cái gì? D đó. D là vuông góc với. Đấy, tiếp tục kẻ thêm là
N. Nói chung là không cần nữa, vì là A thì AC là đường vuông góc, còn D là DH là đường sin rồi, mình có thể suy ra luôn được, nhưng để cẩn thận hơn rồi thì chắc chắn hơn được để đẹp thêm cái DN vuông góc với gì, vuông góc với gì hả? Vuông góc với AC đúng không? Thì ta sẽ suy ra ngay là DH là luôn luôn là lớn hơn hoặc bằng là gì DN đúng không? Thì DH là đường vuông góc mà DN là đường sin mà, đúng nhỉ? Mà là gì nhỉ? Mà người ta phải chứng minh tiếp chứ không phải ngài được, nên không chẳng đâu. Ở đây giống như hình nhật sau này là đến lúc 8 thì các bạn phải suy ra ngay đây là ba góc vuông thì nó là hình gì nhỉ? Cái này cũng học rồi đúng không? Còn lớp 6 rồi. Tự ra có ba góc vuông là hình nhật thì cảnh đối là thế nào nhỉ? Bằng bằng nhau. Đấy, chứng minh là gì? Cũng được chấp nhận đấy nhỉ? A, B, N, C là hình gì nhỉ? Thì nhật thì suy ra là gì? D, N bằng A, C. Vậy từ đây sẽ suy ra là DH lớn hơn hoặc bằng A, AC. Đấy. Từ sao và hay sao ta sẽ suy ra điều chứng minh được. Các bạn sẽ suy ra điều chứng minh là gì? MD cộng với MN. MD cộng với E là bằng DH. DH thì lớn hơn hoặc bằng DN. DN là bằng AC, tức là lớn hơn hoặc bằng cái gì? AD. AE cộng AD. Đây là một trong cái bài khá là hay. Nói chung hình bài này rất nhiều bài hấp dẫn.